Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm bánh flan nha mọi người. Bánh flan này hai đứa nhóc nhà mình cũng rất là thích ăn. Nguyên liệu chính là sữa tươi, sữa đặc và ba quả trứng gà. Sữa tươi mình lường vào một cái chén như thế này. Cái này là mè trắng mình đã rang vàng rồi, nó rất là thơm. Cái này là đường cát trắng. Mình chuẩn bị một cái cây và một cái đồ đánh trứng, mình sẽ cho trứng vào đây mình đánh cho nó dễ hơn á. Bây giờ bánh lăng của mình sau khi hấp thì bây giờ mình dở xem cái thành quả của mình như thế nào ha. Wow, cái màu nó rất là đẹp luôn. Cái mùi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ gắt lên đây tí xíu mè. Mè hồi nãy mình đã rang vàng trước rồi đó. Bây giờ mình gắt lên bề mặt bánh lăng, trông nó đẹp và ăn nó thơm và ngon hơn. Rất là mạnh luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Ừ.
rất là dễ ăn. Lá mèo rất là thơm. Ngon quá.